quý thính giả đang lắng nghe truyện ngắn Em có trong tay cả vũ trụ, không thời gian song song, nằm trong quyển sách Thời gian lắng động theo bước chân em của tác giả Trương Tây. Em có trong tay cả vũ trụ. Em 17 tuổi, học lớp 11, có trong tay cả vũ trụ. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi là một chuỗi những sự kiện bất ngờ. Em vốn không nằm trong kế hoạch chuyến đi. Chủ trọ ngày thứ tư vì không sắp xếp được thời gian nên không thể tiếp đón tôi. Hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ bạn tốt của cô ấy, là một đoạn em viết trên trang cá nhân của mình, kể về việc em đã bắt gặp tôi mặc bộ Âu phục màu đỏ. Ban đầu, tôi rất lo cho em bị lừa, bởi tôi không có bộ Âu phục màu đỏ nào cả. Đọc đến cuối mới biết đó là giấc mơ. Em nói, có một ngày chúng tôi nhất định sẽ gặp nhau. Ngay lúc đó tôi liền nghĩ, nếu em cũng đang ở Đài Trung, vậy buổi tối ngày thứ tư đang trống của tôi sẽ để dành để gặp em. Thật trùng hợp, em sống ở Đài Trung, vậy là chúng tôi gặp nhau. Và cho tôi mãi về sau, tôi vẫn cảm thấy may mắn vì đã gặp em ngày hôm đó. Lúc sắp đến nơi, em gửi tôi một tin nhắn. Em mặc cả cây trắng nhé, còn có cả bố, mẹ và em trai nữa. Ôi trời ạ, cảm ơn cả gia đình em đã ra đón tôi. Tôi trả lời em bằng tin nhắn thoại, trong lòng vừa ngạc nhiên, vừa mong ngóng. Vừa gặp mặt, tôi nói chuyện với bố mẹ em trước. Đó là một gia đình nhỏ rất đáng yêu. Có thể nhận ra người mẹ đã tận tâm giáo dục con cái như thế nào. Trong bữa cơm tối có một chuyện xảy ra khiến tôi ấn tượng rất sâu sắc. Khi đó cậu em trai mới học lớp 1 của em tung tăng chạy đến bên cạnh tôi, thì thào nói, chị ơi, em có thể chơi trốn tìm với chị không? Tôi cười rất tự nhiên. Được thôi, vậy trong hai chúng ta ai sẽ đóng vai con ma? Cậu bé nói, phải hỏi hổ Shimajiro đã, rồi nhìn con hổ Shimajiro được chơi trong lòng. Chúng tôi nói chuyện một hồi, cậu bé không chỉ rủ tôi chơi trốn tìm mà còn mời tôi đóng vai thần đèn Aladdin. Khi đó tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về việc có thể chơi với cậu bé được mấy lần. Sau đó trong lúc ăn cơm, mẹ cậu bé nói, con trai à, chị ấy là khách của chị gái con, nên trước khi con rủ chị ấy chơi cùng, con phải hỏi chị con đã nhé. Tôi gắp một miếng cơm trộn thịt lợn vào miệng, nhưng trong đầu như thể bị sét đánh. Sau đó khi cậu bé rủ tôi chơi cùng, tôi chỉ đáp lại bằng cách mỉm cười. Có lẽ đúng như mẹ cậu bé nói, con phải hỏi chị con trước đã. Khi ấy kỳ thực trong lòng tôi rất xấu hổ. Tuy chỉ là một chuyện cỏn con, nhưng mẹ cậu bé vẫn dạy con học cách tôn trọng từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Có những lúc chúng ta sẽ bị kinh nghiệm làm mờ mắt. Ví dụ khi đối diện với trẻ con, ta cứ ngỡ mình đã đủ trưởng thành và thông minh để dễ dàng bao dung cho những chuyện nhỏ không quan trọng, mà chẳng hề hay biết sự bao dung đó đôi khi không phù hợp trong việc định hình nhân cách đứa trẻ. Tôi nói với em, sau này nếu sinh con, tôi cũng sẽ dạy con mình như thế. Em đi bên trái tôi, mỉm cười. Trong quá trình nói chuyện với em, tôi luôn cảm thấy như thể đang nói chuyện với một cô gái chỉ kém mình 1-2 tuổi. Em rất tỉ mỉ, nhạy cảm, có sự đen tối lẫn trong sáng, chỉ thuộc về riêng em. Chúng tôi nói chuyện rất thoải mái, những chuyện bình thường khó nói với người khác, chẳng cần quan tâm đối phương có hiểu hay không. Chỉ cần nói ra, chúng tôi biết đối phương nhất định hiểu được. Tôi bắt đầu lấy sổ tay ra ghi lại những câu nói của em. Em kể với tôi về chuyến du học ngắn hạn sang Hàn Quốc. Chuyến đi khiến em nhớ lại mục tiêu từng đặt ra cho bản thân hồi còn nhỏ. Khi đó em mới chỉ khoảng 6-7 tuổi. Mục tiêu rất đơn giản, ví dụ học thuộc từ mới, chơi đàn thật hay, kết quả thì phải xếp được thứ mấy, đại loại vậy. Nhưng khoảng thời gian trước khi sang Hàn Quốc, em đã nghĩ, hình như rất lâu rồi em không đặt mục tiêu cho mình như trước nữa. Em đã tự hỏi bản thân mục tiêu bây giờ của em là gì. Sau đó điều em mong muốn chính là có thể tự giải quyết vấn đề. Tôi ngẩn ra nhìn em, có thật em 17 tuổi không? Lúc nào em cũng nghĩ
em kể với bạn bè rất nhiều chuyện mà người khác không thấy. Chị biết không, cảm giác đó chính là bạn biết mình không cần được thấu hiểu, nhưng lại vì không được ai thấu hiểu mà cảm thấy cô đơn. Em nói tiếp, tôi gật đầu mà vẫn chưa hết ngẩn ngơ. Giọng em không chút kiêu ngạo, như thể có một đôi mắt trời sinh chuyên để nhìn những thứ người khác không thể thấy. Dù đầy băn khoăn, nhưng vẫn tự mình giải đáp. Tôi nhớ em từng nói, hơn một năm trước, em bắt đầu theo dõi Instagram của tôi. Hồi đó, những bài viết của tôi bất kể ngày đêm đều chỉ để xua đi cảm giác thất tình suốt 4 năm tháng liền như vậy. Tôi nhìn em, bỗng cảm thấy rất may mắn vì đứng trước mặt em bây giờ là tôi của hiện tại. Những tình cảm dạt dào có thể hướng về một cái tên, còn sự băn khoăn đối với thế giới cách cả ngàn dặm mới đổi lấy được một ánh nhìn thấu hiểu. Trong khoảnh khắc yên lặng mà không lúng túng giữa chúng tôi đã thấy cả vũ trụ trong đôi mắt em. Em có một vũ trụ, tôi nói. Dù chưa chắc đã vận hành ổn định, nhưng nó đã trở thành hệ thống có thể xoay chuyển rồi. Bất kể thế giới đưa đến cho em thứ gì, bất kể em cảm nhận được điều gì từ thế giới, khi bước vào trong nó, em sẽ dùng suy nghĩ của mình để tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc của bản thân. Em biết không, hồi chị 17 tuổi chỉ biết yêu đương thôi. Tôi phì cười. Chị chỉ biết đến sự lãng mạn của thế giới, chị biết mơ những giấc mơ kiêu ngạo. Chị hồi 17 tuổi chưa có vũ trụ, chỉ có chính mình. Tôi nhìn em, chị cảm thấy đó là năng khiếu của em. Em sẽ trở thành người rất sâu sắc, suy nghĩ sâu xa hơn chị, viết cũng hay hơn, và là một người giỏi hơn chị. Ý chị không nói em nhất định phải trở thành nhà văn. Dù em làm bất cứ nghề gì, đều có thể dùng đôi mắt này để nhìn thế giới. Em có một đôi mắt sinh ra đã khác với mọi người. Em nhìn tôi, chóp mũi và khóe mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Dù sao chị cũng rất bình thường, không phải từ khi sinh ra chị đã được như bây giờ. Tôi cười. Đây là món quà quý giá ông trời dành cho em. Đừng từ bỏ việc trở thành người như thế. Bất kể sau này em làm nghề gì, trở thành ai, hãy đối diện với thế giới bằng chính con người thật của em. Đừng thay đổi con người em chỉ để đối diện với thế giới. Nhưng rất nhiều người sẽ cảm thấy vì sao em lại phải phức tạp như vậy. Em nói, chị tin rằng sự phức tạp của em là để tạo thành một mạng lưới hoàn hảo để nâng đỡ em, giúp em không rơi xuống vực sâu. Tôi cầm bút, viết vào sổ một đoạn như sau. Trong bóng tối của em, có sự trong sáng tột cùng. Sự trong sáng đó, có lẽ không thể mang lại cho em những suy nghĩ ngây thơ, lãng mạn, nhưng tôi tin có thể đưa em đến những nơi xa hơn rất nhiều so với người khác. Trong lúc em xuống nhà rót nước cho tôi vội lấy điện thoại ra, mở Facebook hoặc Instagram, đều cảm giác như đó là thế giới ngoài mấy vạn năm ánh sáng. Tôi như một ngôi sao băng nhỏ bé sắp rơi xuống, lướt qua bầu trời của em, nhìn thấy vũ trụ của em rực rỡ như pháo hoa. Nằm ngoài cuộc sống, nằm ngoài hiện thực, cánh cửa đêm thứ tư mở ra là một trái tim rất gần với tôi. Sau đó chúng tôi nói một số chuyện liên quan đến bản thân và người nhà. Em nói em rất thích nhìn tôi và các em gái ở cạnh nhau. Thậm chí đoán rất chuẩn về việc em gái tôi, Trương Khải, là một người như thế nào. Tôi chỉ biết cười gật đầu. Bọn chị không phải ngay từ đầu đã thân thiết nhau đâu. Sau khi bố mẹ chị chia tay, tình cảm giữa chị và các em gái mới tốt hơn. Nhưng đến bây giờ vẫn thấy rất hay cãi nhau. Tôi bật cười. Thật ra cũng phải đến gần đây bố em mới về. Trước đó bố làm việc ở nơi khác, không sống cùng bọn em. Tôi nhìn em, tỏ ý để em tiếp tục nói. Em nói mình đã đi thăm bố ở chỗ làm mấy lần, cảm thấy rất buồn vì bố phải làm việc vất vả và sống trong một không gian chật chội, chỉ có thể tự mình chăm sóc bản thân. Thương một người là cảm giác rất đau khổ, bởi không thể chịu được những điều người đó đang phải chịu. Em cũng rất ích kỷ, để bản thân mình không phải đau khổ như vậy nữa. Em tìm kiếm những điều nhỏ nhặt khiến em thất vọng về bố, như vỏ lon bia vứt bừa dưới sàn nhà, tất bẩn ở cạnh giường. Mọi sự đau lòng đều được khỏa lấp. Thế nên sau khi bố về nhà, em không còn cảm thấy thương nữa.
chỉ nhìn thấy những điều đáng thất vọng đó mà thôi. Em vừa khóc vừa nói về bố. Em không biết bố em có hiểu không. Tôi nhìn em, tôi nghĩ từng có vô số người đã hỏi tại sao em lại nghĩ nhiều như vậy. Em sống thế không mệt sao? Vì sao em phải đi mổ xẻ chính mình? Những khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy thật khổ cho những tâm tư của em. Chúng ta nhiều khi không biết những nỗi khổ, những cảm nhận như vậy bắt nguồn từ đâu. Có những chuyện xảy ra trong cuộc đời, chúng ta đều như vậy, chẳng thể lựa chọn nỗi buồn không tránh khỏi, chỉ biết lựa chọn xem mình sẽ đối diện với chúng bằng tâm thế gì. Bởi sự lựa chọn của em tỉ mỉ và tinh tế nên sức chịu đựng của em cũng lớn tới lạ thường. Tôi và em kể rất nhiều chuyện gia đình. Sau nhiều năm, đây là một trong vài lần ít ỏi tôi kể những chuyện ngày xưa rành mạch cụ thể đến vậy. Những ấn tượng mơ hồ về gia đình bỗng nhiên đều trở nên rõ ràng trước mặt em. Sau đó nhà chị chia thành hai nửa, là hai nửa thật đó. Hành lang nối thông hai bên ban đầu bỗng nhiên bị ngăn cách bởi tường xi măng, một bên của mẹ, một bên của bố. Khi ấy chị và các em gái đều rất bối rối, bởi phải về bên nào mới được coi là về nhà. Bên của mẹ trước thì đó là phòng khách và phòng sinh hoạt chung, bên của bố là phòng đọc sách và phòng ngủ. Sau khi hành lang bị tách ra, nếu qua bên mẹ khi buồn ngủ phải mở cửa đi từ dưới hầm sang bên kia. Chị và các em gái bỗng nhiên cảm thấy chán ghét về nhà. Sau này bố chị bán phần bên kia của bố đi. Ban đầu bọn chị đều rất khó chịu, nhưng sau đó nữa, như bây giờ chẳng hạn, chị thấy cũng chẳng sao. Bố bán đi rồi, bọn chị sẽ không còn cảm giác băn khoăn do dự vì chẳng biết nên đi cửa nào về nhà nữa. Chỉ còn lại sự tiếc nuối mà thôi. Có lúc chỉ còn lại sự tiếc nuối cũng tốt, tôi nói. Nhưng tôi không nói về việc có những vết thương chẳng thể nào chữa khỏi. Không phải chúng ta không thể bước qua khỏi khoảng thời gian quá dài, mà trong khoảng thời gian đó, ta nhận ra dù mình có vô số những chiếc chìa khóa để tìm về ngày xưa, cũng không còn cánh cửa nào tương ứng nữa. Tất cả các cánh cửa đều đã đeo những chiếc chìa khóa chẳng liên quan gì đến chúng ta. Bởi vậy, chúng ta chỉ còn cách tìm một cánh cửa, rồi mang chính mình đúc thành chiếc khóa. Sau cùng, để mặc ký ức sống trong một góc không liên quan đến thời gian, dâng lên những suy nghĩ không thể tìm thấy. Cũng chẳng cần chìa khóa, ký ức cứ thế sống qua ngày tháng của nó ở bên trong, đôi lúc dội về khiến hiện thực trở nên đau nhói. Nghĩ kỹ lại, chúng ta chỉ thấy toàn là vết sẹo ai cũng có trong đời, nên chuyện này thực ra chẳng có gì, hoàn toàn chẳng có gì. Chắc chị buồn lắm phải không? Em nói. Em luôn cho rằng tất cả những thứ nhìn thấy được mới có thể chứng minh cho sự tồn tại của những thứ không nhìn thấy. Ví dụ, nếu mẹ em vứt hết sách tham khảo của em đi, em sẽ rất giận và buồn vì sự tồn tại của chúng chứng minh em đã từng học hành nghiêm túc. Đúng thế. Khi nhìn thấy những dấu tích của bản thân trên đời, ta mới cảm nhận được mình thật sự đang sống. Tôi nhìn em. Nhưng mỗi chúng ta đều có thế giới, cuộc đời của riêng mình. Sau khi bố mẹ chị lựa chọn ly hôn, chị mới nhận thức được chỉ có chính mình mới chịu trách nhiệm được cho cuộc đời mình. Em lặng lẽ nhìn tôi, nghe tôi nói tiếp. Toàn chuyện xà lắc xà lơ, chị cũng rất lâu rồi chưa kể chi tiết đến thế với người khác đấy. Có lúc, bộc lộ cảm xúc không phải dùng những từ ngữ xót xa để miêu tả chi tiết tâm trạng, mà đơn giản chỉ cần kể lại những gì đã diễn ra, những sự kiện giống như chiếc áo mới khô một nửa đem phơi trong cuộc đối thoại. Sự thấu hiểu là ánh mặt trời dịu dàng giúp chúng được phơi khô, trở thành trang sách gấp trong ký ức, đánh dấu sự thay đổi của chính mình. Viết đến đây, tôi dừng lại. Tối hôm qua vừa nói một lần, hôm nay lại gõ thêm lần nữa. Năm ngoái dự kiến chuyến đi đã đào rất sâu vào những chuyện bên trong mà tôi chẳng hề đau đớn. Tôi nhớ lại hồi mới mở công ty, trao đổi câu chuyện, dùng một chiếc bánh ngọt đổi một câu chuyện. Tôi cảm thấy nhất định phải tìm ra những người xa lạ để nghe được bí mật của họ. Người ta thường dễ mở lời về bí mật với người lạ hơn. Bởi vậy tôi nghĩ bằng cách đó tôi có thể nghe được rất nhiều điều bí mật, trở thành nơi trút bầu tâm sự cho rất nhiều người. Tôi nhớ khoảng chừng gặp người trao đổi câu chuyện thứ 5, tôi mới nhận ra không chỉ tôi trở thành nơi trút bầu tâm sự cho họ, mà kỳ thực họ mới là nơi trút bầu tâm sự cho tôi. Tôi có thể kể ra
những bí mật khác nhau với những người khác nhau. Cảm giác quen thuộc đó khiến tôi cảm thấy rất vui. Hơn 2 năm sau, khi tiếp tục tiến hành trao đổi những câu chuyện, dù dùng cách khác, nhưng cảm giác trong tôi vẫn vẹn nguyên. Thật đặc biệt, cũng thật diệu kỳ. Không ngờ chỉ trong nháy mắt đã viết được nhiều như vậy. Tôi rất vui vì mình đang dần quay về trạng thái đó, trong lúc va chạm với thế giới đó, đồng thời đối diện với chính mình. Cũng giống như em, tôi lại chuẩn bị để gặp vị chủ trọ tiếp theo. Lần này rời khỏi Đài Trung đến Chương Hóa. Trong 4 ngày ở Đài Trung, bước qua 4 cánh cửa, nhìn ngắm 4 thế giới, dường như tôi đã có 4 vũ trụ ở nơi đây. Ngồi trên xe buýt rời khỏi nhà em, tôi nhìn dòng người qua lại trên đường, viết một câu vào ghi chú. Giữa dòng đời mênh mông, mỗi người đều thật nhỏ bé, nhưng mỗi người đều mang trong mình một vũ trụ. Ngày 23 tháng 10 là sinh nhật mẹ tôi. Bận rộn suốt cả ngày, tôi mới nhớ ra phải nói với mẹ tôi một câu chúc mừng sinh nhật. Hay vì như vậy nên tôi mới tự nhiên kể chuyện về gia đình nhé. Đài Trung hôm nay rất hợp để đi dạo và nói chuyện, rất hợp để thành thật và hoài niệm. Mong rằng từ tuổi 17 đã qua cho đến năm tôi 70 tuổi, mọi chuyện đều thật bình yên, giống như tuổi 17 của em. Giống như em, 17 tuổi nhưng có trong tay cả vũ trụ của riêng mình. Không thời gian song song. Em từng nghe nói tới không thời gian song song chưa? Chị ấy hỏi tôi. Tôi gật đầu. Có lẽ chị ấy cũng nghĩ như tôi. Hình như chúng tôi đã từng gặp những chuyện rất giống nhau trong những không thời gian khác nhau. Chị 32 tuổi, có một cô con gái 8 tuổi. Chồng chưa cưới bỏ chị ấy khi chị ấy mang thai tháng thứ 7. Sau khi con gái say ngủ, tôi mới cảm thấy chị ấy giống một cô gái đang tuổi lớn, có vết thương, có hối hận, có oán trách, cũng có sự biết ơn. Có góc riêng của mình, có một nơi xa nho nhỏ. Chị ấy nói mình giống một con cá bị chết đuối. Bạn bè chị ấy hỏi ngược lại, cá làm sao chết đuối được? Tôi chau mày nhìn chị ấy, chắc vì không biết bơi nên mới chết đuối phải không? Chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu, hóa ra em hiểu à? Tôi nhớ vài năm trước hồi còn ở Anh, tôi đã viết ra một suy nghĩ thế này. Mối quan hệ giữa nước biển và cá giống mối quan hệ giữa tình yêu và chúng ta. Không phải sinh ra, chúng ta đã biết yêu, nên luôn cần học cách yêu và được yêu. Cá cũng vậy. Tôi nghĩ có những loài cá không phải sinh ra đã biết bơi, giống như chị ấy vậy. Chị ấy là một trong những trạm dừng chân tôi trông đợi nhất trước khi chuyến du lịch này bắt đầu. Bởi lẽ chị ấy ở Tân Trúc, chị ấy nói mình không có câu chuyện gì. Tân Trúc đối với tôi là một thành phố vừa thân quen vừa xa lạ. Về sau, trên chiếc ghế sofa nhà chị ấy nói mình vẫn luôn băn khoăn vì sao bản thân lại là người không có câu chuyện. Chị không biết phải nói những chuyện trong quá khứ với chính mình thế nào, thì làm sao chị kể với người khác được. Bởi vậy chị ấy mới tưởng tượng sau khi chúng tôi gặp nhau, cả hai sẽ ngồi yên lặng. Tôi thực sự cảm thấy chị ấy là một người cẩn thận, nhưng không phải với tôi, mà với chính bản thân mình. Khi nhắc lại quá khứ tàn nhẫn trước đây, chị ấy luôn dẫn dắt câu chuyện bằng sự tàn nhẫn. Về sau tôi mới nghĩ, có lẽ điều tàn nhẫn nhất không phải là làm tổn thương bản thân, mà là vĩnh viễn không có cách nào xóa đi những tổn thương đó để làm lại từ đầu. Trước những tổn thương lớn lao và đau đớn, chị không thể giả vờ nghĩ thoáng mà nói tôi không hối hận được. Chị rất hối hận muốn chết. Mỗi lần nghe chị ấy nói vậy, tôi đều cảm thấy rất chân thật. Chỉ cần nhìn giá sách của chị ấy là có thể đoán được chị ấy là người thế nào. Chị ấy hỏi tôi, em cảm thấy chị là người thế nào? Tôi nói, biển, chị giống biển, nhìn có vẻ bình lặng giống những cuốn sách này. Đọc lên có vẻ nhẹ nhõm, nhưng ngẫm ra cũng thật sâu sắc. Chị ấy cười, sau đó mới nói với tôi chị ấy từng cảm thấy kiếp trước mình là một con cá bị chết đuối. Có một ngày,
Ý em là liệu có một ngày nào đó chị sẽ nói với con gái về chuyện của bố con bé không? Chị ấy ngồi trên chiếc ghế sofa. Tôi hỏi chị ấy, không mang theo chút cảm xúc hay biểu cảm đặc biệt nào. Có lẽ là không. Thật ra trong lòng chị luôn hy vọng có một ngày con gái sẽ tự hỏi chị câu hỏi đó. Đến lúc đó, khi chị đã chịu đựng được việc bị hỏi về vấn đề này, chị mới thật sự khá lên được. Chị ấy không nhìn tôi, chị nhìn giá sách to đùng. Chị biết không, trong chuyến đi này, hình như em đã gặp hình dáng của con gái chị sau khi trưởng thành đấy. Tôi nhìn chị ấy, rồi kể lại câu chuyện trong buổi tối ở Vịnh Tây Tử. Cô gái đó rất muốn biết mình có bố hay không, bố mình là ai, còn sống hay đã chết. Vì sao trong cuộc đời cô ấy, đến cái tên của bố cũng chẳng tìm được. Có lẽ con gái chị cũng đang đợi chị nói cho con bé biết. Con bé sẽ rất thông minh để hiểu rằng mình không nên hỏi những việc liên quan đến bố chính là những chuyện không vui của mẹ. Tôi nói. Chị ấy quay lại nhìn tôi, không nói gì. Giữa chúng tôi cứ thế yên lặng một lúc. Tôi không chắc mình nói vậy có sai không. Nếu không có chuyến đi này, không có những chủ trọ ấy, chắc tôi cũng chẳng có sự kết nối và cách nghĩ như vậy. Tôi rất sợ mình đã làm một việc thừa thãi. Cảm ơn em đã kể chị biết. Đây là tương lai chị chưa từng nghĩ có thể xảy ra. Yên lặng hồi lâu, chị ấy nói. Gặp em giống như gặp lại chính bản thân mình mà trước đây chị đã chôn vùi. Mỗi lần chị ấy nhìn tôi thường cảm thấy ánh mắt chị ấy hình như không thuộc về không thời gian này. Nhưng lại rất thân quen, cũng có thể do cảm giác. Trong mấy ngày cuối cùng của chuyến đi, tôi luôn có cảm giác chị ấy được số phận sắp đặt, trở thành người giúp chuyến đi của tôi có một kết thúc viên mãn. Chỉ còn vài ngày nữa là đến lúc về nhà, tôi ngồi trong một góc ở Đài Bắc, nhớ lại câu nói ấy của chị. Đài Loan rất nhỏ, nhưng mỗi người đều đang lang thang. Có lẽ trong lòng mỗi chúng ta đều có một góc nào đó mà khi nhớ đến sẽ không kìm được nước mắt, bất kể có phải là nhà hay không. Đó đều là nơi chúng ta nhung nhớ. Có nơi đó rồi, chúng ta mới đủ sức mạnh để tiếp tục sống giữa hiện thực và cuộc đời ồn ả. Như lý do vì sao tôi lại đến đây và gặp chị ấy, tôi đã rất thành thật nói rằng chỉ vì chị ấy ở Tân Trúc, đó là nơi tôi sống hồi nhỏ. Mặc dù chẳng có quá nhiều ký ức, nhưng cũng không hề ít. Ở đó có một tôi hoàn chỉnh, cũng có một tôi vỡ nát. Sau khi gặp chị ấy, Tân Trúc hình như không chỉ là Tân Trúc tôi từng biết nữa. Chị cảm thấy chúng ta hoàn chỉnh nhất khi mới ra đời, sau đó bắt đầu sống, bắt đầu tan vỡ. Suốt cuộc đời này, chúng ta sẽ dùng những phương thức hình thái khác nhau để tìm thấy hoặc không tìm thấy những mảnh vỡ đó. Giống như chị cảm thấy con gái là mảnh vỡ của chị, và em cũng vậy. Khi chị ấy nhìn tôi rất sợ chị ấy sẽ khóc, vì tôi sợ tôi cũng sẽ khóc theo. Trong không thời gian này, chị đã đánh mất vài từ khóa, những từ chị không thể đọc, viết hay chạm đến. Còn em có những từ khóa ấy, và em đã mang chúng từ không thời gian của em đến tặng chị. Tôi đọc mẫu giấy chị ấy viết cho tôi lúc ở trên tàu theo đề nghị của chị ấy. Đọc xong, suy nghĩ đầu tiên của tôi là một ngày nào đó, những phiên bản bạn chưa từng thấy của chính mình sẽ bất ngờ tìm đến với bạn.